Ông ơi, ông dậy đi, ông có nghe tôi nói gì không? Sao mà ông cứ ngủ hoài vậy? Ông à, mọi người trong nhà này đang rất mong ông khỏe mạnh trở lại. Ông phải mau tỉnh lại đi, để còn rời khỏi nơi này, chứ không thì không kịp đâu ông ơi. Ông mau dậy đi ông. Ông có nghe tôi nói gì không? Ông ơi, ông. Chị khỏi cần kêu ông dậy. Ông đã uống thuốc định thần rồi. Ai vào đây để kêu ông dậy cũng vô ích thôi. Vì ông không nghe chị nói gì đâu. Ngày mai, ngày mốt đi nữa, chị có vô đây cũng vậy thôi. Cứ hễ ông vừa tỉnh dậy là tôi sẽ cho ông uống thuốc để ngủ tiếp thôi. Nên đừng có mất công như vậy chị cả. Em ba à, em cứ như vậy ông sống cũng không bằng chết. Em ba, em hãy tha cho ông đi mà em. Em có hận, có thù gì thì cứ trút lên đầu chị nè. Nhưng chị xin em đó, em hãy tha cho ông đi mà em ba. Ngoài việc gian xin và nói những lời giả dối đó, chị còn biết làm gì nữa không? Chị có biết tôi nhìn cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa của chị là tôi chỉ muốn buồn nôn thôi. Chị mau đi ra ngoài đi. Em ba à, chị mà nói một câu nữa tôi sẽ nghĩ cách khác để hành hạ ông ta đó. Đi ra ngoài. Em ba à, chị biết, chị biết suốt cuộc đời này em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Em ba, nếu em tha cho ông thì chị hứa chị sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Chị sẽ vào chùa sám hối suốt quãng đời còn lại của chị. Chị hứa với em đó. Em ơi, tha cho ông đi mà em. Cút ra khỏi phòng tôi mau. Đi, đi. Khoan đã, chị muốn tôi tha cho ông ấy lắm đúng không? Em suy nghĩ lại rồi đúng không em ba? Chị hứa sẽ làm tất cả như vậy em muốn, miễn sao em tha cho ông là được rồi. Được, tôi chỉ cần chị làm cho tôi một việc. Nếu chị làm xong thì tôi sẽ tha cho ông. Em nói thật hả? Vậy muốn chị làm gì? Em nói đi, chị sẽ làm ngay lập tức. Tôi muốn chị đi tìm một người về đây. Là ai? Thằng Thế. Manh à. Con, ngồi đi con. Ngồi đi. Con ngồi xuống đây cho nó khỏe ha. Bích Khê nè. Dạ. Má tính hỏi là má con đi đâu vậy? Dạ, con cũng không biết nữa. Má con chỉ nói là đi tìm cách cứu cha con và gia đình này. Má con còn nói gì nữa không con? Dạ không, má con chỉ nói vậy thôi à. Mà sao con thấy bất an quá má Năm ơi. Con biết là cái chuyện này có liên quan gì tới má ba không nữa.
Dì ba, có phải chị ép chị cả làm việc gì cho chị đúng không? Ai nói với em như vậy? Nếu chị cả nói thì em đã không nghi ngờ chị. Đằng này chị lặng lẽ đi, không nói ai tiếng nào, nên em nghi có điều gì đó khúc tức ở đây, và chắc chắn liên quan đến chị. Chuyện này không có liên quan đến chị, còn liên can đến ai thì từ từ em sẽ biết thôi. Em đừng lo, không có chuyện gì xấu đâu, mà ngược lại nó là chuyện tốt. Nó sẽ giúp gia đình mình lập lại trật tự vốn có. Còn việc gì đợi chị cả về em sẽ biết ngay thôi. Em đừng có sốt ruột. Anh Thái ơi, anh Thái, có người tìm anh kìa. Anh Thái ơi, anh Thái ơi, có người kiếm anh kìa. Ờ, bà cả, ông Xỉu. Dạ, có chuyện gì mà hai người qua đây tìm con vậy? Bà tới tìm con có chút việc. Bộ phim truyện Việt Nam Nghiệp Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901, và xem lại độc quyền trên THVNI tại app ngay trên Google Play và App Store.